Xin chào các bạn, cả các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Chắc chắn ở thời điểm này, rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nữ nhá, đang rất quan tâm về mẫu xe Honda Vision phiên bản mới năm 2021 chuẩn bị được Honda cho ra mắt trong năm 2020 này các bạn nhá, vào cuối năm 2020. Thì ở video ngày hôm nay, Top 5 sẽ gửi tới các bạn những cập nhật mới nhất nhá, về những cái thông tin, những cái thay đổi trên mẫu xe Honda Vision mới năm 2021, kèm theo đó là giá bán cụ thể trong cuối tháng 7 năm 2020, kể cả những phiên bản độ để các bạn có thể tham khảo, đặc biệt là các bạn ở miền Nam. Và với ngày 16 tháng 7 vừa rồi thì Honda đã cho ra mắt một mẫu xe Honda SH1 phiên bản năm 2021 hoàn toàn mới ở đây, với những thay đổi về phần phía trước của xe, ngang xe, động cơ phía sau, vân vân, rất nhiều những nét thay đổi chính các bạn nha, đem đến một cảm giác hiện đại hơn, phong cách hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và chắc chắn rằng Honda Vision cũng sẽ có những thay đổi tương tự như vậy. Đây, các bạn có thể theo dõi, mình sẽ đi lần lượt từng vị trí một để có thể đưa ra những cập nhật mới nhất nha, về những cái thông tin thay đổi trên mẫu xe. Các bạn có thể nhìn chính diện ở phần đầu xe ở đây. Mình chắc chắn với các bạn ấy là mẫu xe Honda Vision phiên bản mới năm 2021 này sẽ thay đổi tổng thể ở phần đầu xe, sẽ đập đi hoàn toàn, gần như đập đi hoàn toàn và thay đổi lại, đem đến một cảm giác nó sẽ hơi to hơn một chút so với phiên bản cũ hiện hành các bạn đang theo dõi trên màn hình. Đây các bạn có thể theo dõi nha. Tuy nhiên thì ở phần đèn pha vẫn giữ nguyên bóng halogen tương tự như vậy, nhưng ở phía dưới phần đèn xi nhan được nâng lên cao một chút và nó khá giống với mẫu xe Honda SH1 vừa ra mắt, với những họa tiết bên trong phần đèn xi nhan và kèm theo đó nữa là những cái giải đờ mi này, đèn định vị cũng sẽ được trang trí bố trí trên phần đầu xe này, đem đến một cảm giác hiện đại hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Đây các bạn có thể theo dõi, vẫn sẽ sử dụng bóng halogen như này nhưng sẽ được tinh chỉnh lại, đem đến một cảm giác mới mẻ hơn, kể cả logo của Honda cũng sẽ được bố trí và làm đẹp hơn các bạn nhé. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh ở phần đầu xe. Đến phần nào thì mình sẽ nói chi tiết cụ thể ở phần đó. Ngoài ra thì trên cái mẫu xe này cũng sẽ có một số những nét thay đổi nữa. Ví dụ như là phần hốc để đồ phía trước của xe. Hốc để đồ phía trước của xe hiện tại đang có rồi. Tuy nhiên ấy, nó sẽ có lắp đậy các bạn nhé, giống như SH1 năm 2021 vừa ra mắt. Đây các bạn có thể theo dõi thêm là cái phần mâm của xe sẽ thiết kế tương tự như SH1 năm 2021 vừa ra mắt. Nhưng ấy, thay vì là 12 chấu giống Honda SH1 thì mẫu xe Honda Vision này sẽ chỉ có 9 chấu thôi. 9 chấu thôi các bạn nha. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh, phần để chân cũng sẽ có họa tiết lại mới hơn. Đấy các bạn có thể theo dõi như vậy. Tiếp theo nữa là phần mặt đồng hồ cũng sẽ thay đổi hoàn toàn bằng sự kết hợp giữa đồng hồ analog và LCD. Cái phần màn hình LCD sẽ để ở vị trí km/h này, các bạn có thể theo dõi. Các nút chức năng phím bấm vẫn tương tự như vậy, vẫn có idling stop nhưng sẽ loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Loại bỏ đi nút tắt bật đèn pha. Về cơ bản những cái mẫu xe mới trong năm 2020 này, đặc biệt là 2021 trở đi thì các cái mẫu xe của Honda gần như loại bỏ đi 100% cái nút tắt bật đèn pha rồi. Các bạn có thể theo dõi nha. Mặt đồng hồ chắc chắn sẽ có sự thay đổi rồi. Sẽ ok hơn và cũng vẫn sẽ có chìa khóa thông minh Smart Key trên các phiên bản khác nhau, để các bạn có thể theo dõi cận cảnh và chi tiết như vậy. Rất ok với các bạn. Những cái gì thay đổi như thế nào mình nói gần như là chắc chắn và chính xác đến 100% rồi. Yên xe nó sẽ được làm bằng hơn các bạn nhé. Yên xe sẽ được làm bằng hơn và nó sẽ thay đổi bố trí cái phần yên xe, có những cái họa tiết đẹp hơn rất là nhiều. Phần tay dắt phía sau cũng sẽ được thay đổi giống như mẫu xe SH1 năm 2021. Đấy các bạn có thể lưu ý, lưu tâm và thể hiện cho mình. Động cơ hiện nay rất có thể là lên 125 phân khối. Lên 125 phân khối các bạn nhé. Mình chưa chắc chắn được nội dung này nên mình chưa dám khẳng định, nhưng ấy, với những thông tin mình cập nhật được thì rất có thể nó sẽ là 125 phân khối. Vì hiện tại mẫu xe Honda SH1 ấy, hiện tại ở thời điểm này đã lên khối động cơ là khối động cơ là ESP cộng rồi. Còn đây vẫn sử dụng khối động cơ là ESP 125. Đấy các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Còn về cơ bản thiết kế của xe vẫn tương tự như vậy. Sau đây thì mình sẽ xin phép được gửi tới các bạn giá bán mới nhất của các cái mẫu xe Honda Honda Vision năm 2020. Và đây là những phiên bản sơn độ mình có quay cận cảnh trực tiếp tại Honda Hồng Đức 11 với địa chỉ là 954 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phục Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Về cơ bản thì đại lý có lên cho mình những cái màu sắc sơn độ rất đẹp ở đây. Phiên bản màu cam đen này, xanh dương đen, xanh lục đen đều có các bạn nhé. Rất đầy đủ luôn và đều là những màu sắc rất hấp dẫn. Các bạn mua mẫu xe này về rồi thì gần như các bạn đi sẽ rất là nổi bật, đặc biệt là không đụng hàng với bất kỳ một ai cả các bạn nhé. Hiện nay thì về giá bán của các khu vực nó sẽ khác nhau.
Ví dụ như ở miền Bắc của mình ấy, thì mình sẽ cập nhật luôn để gửi đến các bạn này. Giá bán dao động trong khoảng từ 31 cho tới 33 triệu. Trong khi đó thì ở miền Nam giá bán dao động khoảng từ 32 cho tới 34 triệu các bạn nhé. Chênh nhau khoảng 1 triệu đồng. Với những phiên bản sơn độ này thì các bạn thêm khoảng tầm 1,8 đến 2 triệu đồng nữa cho những cái màu sắc sơn độ như thế này. Về cơ bản là rất đẹp rồi. Ở đây cái giá dao động ấy, tức là những phiên bản thấp, ví dụ như phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key, giá sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 32. Còn những phiên bản được cao cấp hơn, đặc biệt hơn, có trang bị chìa khóa thông minh Smart Key thì giá bán sẽ vào khoảng tầm 33 cho tới 34 triệu ở thời điểm này các bạn nha. Một mẫu xe Honda Vision vẫn là mẫu xe tay ga số 1 tại Việt Nam chúng ta về doanh số bán ra trong rất nhiều năm trở lại đây nha. Bắt đầu từ khi ra mắt đến giờ, gần như nó chiếm trọn thị trường rồi của cái dòng xe tay ga giá rẻ dành cho nữ giới. Đấy, các chị em chắc chắn sẽ rất thích những cái màu sắc như thế này. Một phiên bản màu cam như này, cam nó có một pha chút gì đó, nó hơi sẫm sẫm một chút, nó lại rất đẹp các bạn nha. Kết hợp với đó là những mảng nhựa màu đen trên tổng thể của xe, đem đến một cảm giác rất mới, rất ok. Đấy, các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Từ vành xe đến các nội dung chi tiết trên xe nhá, vẫn ok. Ví dụ như các bạn mua cái phiên bản ở đây thì các bạn phải thêm khoảng tầm từ 1,8 đến 2 triệu nữa. Đây mình sẽ nói ví dụ luôn, cái phiên bản màu xanh này, màu xanh đen này các bạn đang theo dõi, giá bán hiện tại của phiên bản này vào khoảng tầm 33 triệu, 33 cho tới 34 triệu. Các bạn thêm cho mình vào khoảng tầm 1,8 đến 2 triệu nữa thì giá bán đâu đó vào khoảng tầm 36 triệu 500 đến xấp xỉ 37 triệu nha cho phiên bản này. Còn các bạn muốn những màu sắc sơn zin ấy cũng hoàn toàn có thể thực hiện thôi. Các bạn cứ đến đại lý và lựa chọn cho mình thôi. Những màu sắc này cực kỳ ok và chắc chắn mình nghĩ rằng khi các bạn xem video này thì rất nhiều các bạn nữ sẽ quan tâm hơn rất là nhiều cho cái màu sắc sơn độ ở đây. Rất nổi bật luôn. Và khi các bạn mua màu sắc sơn độ này, các bạn sẽ được bảo hành lên tới 3 năm. Các bạn bị bong chóc mờ mốc lớp sơn sẽ được đại lý bảo hành hoàn toàn cho các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ trừ khi các bạn làm trầy xước thôi thì đại lý không bảo hành thôi. Và thêm nữa là trên giấy tờ của các bạn luôn thì sẽ có cái màu sắc như này. Ví dụ như phiên bản màu xanh đen ở đây thì trên giấy tờ sẽ là màu xanh đen, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Không phải lo lắng về phần giấy tờ của xe gì cả, đại lý sẽ làm cho các bạn hoàn toàn luôn. Các bạn chỉ việc là mua xe, trả tiền và đi về thôi. Đấy, về cơ bản các nội dung mình cũng đã giới thiệu đến các bạn rồi. À, mình còn nói thêm một nội dung nữa là phần phía đèn hậu của xe của phiên bản mới năm 2021 cũng sẽ có sự tinh chỉnh lại các bạn nhá. Tinh chỉnh lại, nó sẽ đẹp hơn, phối lại đẹp hơn. Cái phần đèn phản quang phía sau xe sẽ được di chuyển xuống dưới hơn một chút nữa. Đấy, các bạn có thể tham khảo lựa chọn cho mình. Hiện tại giá bán cực kỳ ok rồi. Mình có quay ở rất nhiều các cái khu vực khác nhau thì về cơ bản miền Bắc bao giờ giá của các dòng xe Honda ấy cũng sẽ rẻ hơn so với khu vực miền Nam. Mà đặc biệt là một số đại lý ở phía tỉnh như Lai Châu của mình ấy thì giá cực kỳ rẻ và cực kỳ ok. Nên mình muốn quay ở đây gửi đến các bạn thôi. Còn những cái màu sắc sơn độ như thế này ấy, các bạn nào lựa chọn cũng cực kỳ ưng ý rồi. Các bạn về mà các bạn sơn tự sơn cho mình thì giá cũng đâu đó vào khoảng tầm từ 2 triệu đến 2 triệu rưỡi, hoặc lên cho mình bộ tem chùm. Tem chùm với màu sắc sơn như này thì giá cũng rất là cao các bạn nhá, vào khoảng tầm 1,2 triệu tầm đó. Nên các bạn đã có như này rồi, đại lý làm sẵn cho các bạn rồi. Giấy tờ hoàn toàn yên tâm rồi, các bạn đi ngoài đường cực kỳ là vô tư, an toàn và thoải mái. Đấy, tiếp theo nữa là một cái phiên bản màu sắc này nữa cũng rất đẹp. Đây là màu sắc mà mình có đăng lên khá là nhiều rồi, thì được rất nhiều các chị em quan tâm, để ý và tìm mua. Một màu sắc rất là ok nha các bạn nha, đẹp. Phải nói là cái sự thanh thoát này, cái cách phối màu nó rất là hài hòa, đặc biệt là cái pha trộn màu sắc sơn xanh này rất đẹp. Đấy, về cơ bản các cái phiên bản này các bạn thích trên phiên bản tiêu chuẩn cũng có, trên phiên bản cao cấp cũng có, mà đặc biệt cũng có các bạn nha. Các bạn thích chìa khóa nào thì đại lý sẽ sơn lên cho các bạn những cái màu sắc tương tự như vậy. Mẫu xe này có trọng lượng rất là nhẹ luôn, rất phù hợp với vóc dáng của người chị em nhé. Đặc biệt là với những chị em có vóc dáng vào khoảng tầm 1m5 đến 1m6 ấy, các bạn đi cực kỳ ok. Có chìa khóa thông minh đàng hoàng luôn, đầy đủ chức năng cho một mẫu xe tay ga tiêu chuẩn ở phân khúc 110 phân khối. Và rất mong rằng, nhiều bạn đang rất mong rằng là Honda sẽ nâng cấp khối động cơ lên 125. Và mình tin chắc chắn rằng Honda sẽ biết lắng nghe và đáp ứng lại mọi yêu cầu của mọi người thôi. Vì hiện tại ở phân khúc xe tay ga, hiện tại ở thời điểm này nhá, kể cả Yamaha cũng đã nâng cấp lên 125 cho gian nớt rồi, luôn luôn có khối động cơ đó rồi, thì chắc chắn Honda Vision cũng sẽ nâng cấp lên 125 để cạnh tranh với đối thủ mà thôi. Honda luôn biết cách để tạo ra những cái gì đó là tốt nhất, đẹp nhất, đáp lại niềm tin yêu của mọi người, đặc biệt là những ai là fan của dòng xe Honda.
Đó là một số những nội dung mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video ngày hôm nay. Có hơi nói nhiều một chút, tuy nhiên đó là đủ để các bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý, đặc biệt là các chị em. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.